Thái Lan ngày 13 tháng 5 báo cáo số ca nhiễm COVID hàng ngày cao kỷ lục 4.487 người. Trong số này có 2.835 ca nhiễm là các tù nhân, trong lúc Thái Lan đang chật vật đối phó với đại dịch lần thứ 3. Hệ thống nhà tù quá tải của Thái Lan trở thành một chuỗi lây nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID tại nước này lên thành 93.794 trường hợp. Tổng giám đốc Bộ Cải huấn Ayush Sinthopant ngày 13 tháng 5 cho biết tất cả các nhánh tại trại tạm giam đã được phong tỏa hoàn toàn và một số khu vực đã được biến thành các bệnh viện dã chiến cho các tù nhân bị nhiễm COVID. Thái Lan cũng báo cáo có thêm 32 người chết, nâng tổng số tử vong vì COVID lên thành 518 người kể từ khi đại dịch bắt đầu vào năm ngoái.